Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế. Với các nhà đầu tư nước ngoài cũng như là các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam, môi trường kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính luôn là yếu tố quan trọng để quyết định tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô. Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ vừa được ban hành những ngày đầu năm cho thấy công tác này đang tiếp tục được ưu tiên, coi trọng hơn nữa, được cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài kỳ vọng và đánh giá cao. Hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và xúc tiến đầu tư, công ty này thường xuyên làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài đang mong muốn tìm hiểu để đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đại diện công ty cho biết, bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi và giá nhân công hợp lý, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện của Việt Nam chính là yếu tố củng cố sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. Việc Thủ tướng phê duyệt hai nghị quyết quan trọng ngay từ đầu năm đã gửi đi một thông điệp tích cực đến các nhà đầu tư nước ngoài. Điều chúng tôi mong đợi là hai nghị quyết này sẽ được cụ thể hóa như thế nào để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải hàng ngày, ví dụ như rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, đơn giản hóa việc tuân thủ thuế. Khảo sát mới nhất về chỉ số niềm tin kinh doanh BCI của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cũng cho thấy mức độ hài lòng của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng lên rõ rệt, với 31% công ty có kế hoạch tuyển thêm lao động trong quý 1 năm 2024. Tuy vậy, gánh nặng hành chính và sự kém hiệu quả của bộ máy vẫn là một trong ba rào cản hàng đầu. Chỉ số BCI quý 4 năm 2023 đã cải thiện so với quý trước đó, nhưng vẫn còn cách rất xa so với mức đỉnh của năm 2022 khi nền kinh tế Việt Nam đang chạy hết tốc lực. Chúng tôi nhận thấy chính quyền ở nhiều cấp vẫn còn do dự trong việc đưa ra các quyết sách mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng rằng việc thành lập Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng, Chính phủ sẽ có sự tập trung vào các mục tiêu rõ ràng hơn. Đối với các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, mối quan tâm được dành cho những cải thiện về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh lâu dài của doanh nghiệp. Đây đều là những nội dung được trình bày rất cụ thể trong Nghị quyết 01 và 02. Vấn đề cung cấp điện ổn định cũng rất quan trọng khi sản xuất các sản phẩm có giá trị cao. Trong 10 năm qua, Việt Nam đã phát triển kinh tế. GDP đầu người đã vượt qua mức 4.000 đô la Mỹ. Đây là một kết quả tích cực, nhưng trong tương lai, Việt Nam cần cải cách nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tích cực hơn. Trong Nghị quyết 02, Việt Nam đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh nhằm nâng cao vị thế trên các bảng xếp hạng quốc tế. Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu năng lực đổi mới sáng tạo tăng ít nhất 3 bậc, chính phủ điện tử tăng ít nhất 5 bậc, hiệu quả logistics của Ngân hàng Thế giới tăng ít nhất 4 bậc. Theo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn tại Việt Nam, đây là những mục tiêu khả thi nhưng đòi hỏi phải có sự quyết tâm và phối hợp đồng bộ của các bộ ban ngành để các thay đổi được thúc đẩy nhanh chóng.